Ok, xin chào các bạn, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình nhá. Và ở video ngày hôm nay, buổi sáng cuối tuần chủ nhật này thì mình sẽ có một chuyến đi off với cả những anh em ở Long Biên về những chú gà Tây Bắc. Đấy, thì hôm nay qua đấy giao lưu với anh em ngày cuối tuần, thư giãn cũng như là bình phẩm về những cái chú gà Tây Bắc sẽ như thế nào. Và bây giờ thì mình sẽ lên đường luôn anh em nhá. Bây giờ đã khoảng tầm 8 rưỡi rồi. Đấy, lên đường. Như từ nhà mình cách đến đấy thì khoảng tầm 10 phút thôi mình đến. Và bây giờ đến đấy thì mình sẽ quay anh em về những chú gà Tây Bắc ở đấy như thế nào nhá. Đây là khu vực ở gần cầu Chui và mình đang đợi ông anh ra rồi là hai anh em mình cùng đi. Đấy. Ở đây là đường tàu mọi người nhá, đường tàu khu vực gần cầu Chui này, Long Biên. Ok, chút nữa đến thì mình sẽ cập nhật cho anh em nhé. Xem ra ô tô tiếng dắt vào con vào anh cái quay gà thịt đấy chuẩn bị bất tiện bỏ mẹ quay ngang quay tí đấy hả, quay ngang. Ok, hiện giờ mình đang off với anh em ở khu vực Đức Giang mọi người nhé, Đức Giang. Và ở đây đang khá nhiều anh em đang tập trung cũng như là đang uống nước ở đây. Đây mình đi xem. Ở đây thì có gần cỡ khoảng gần 20 cái bu gà. 20 bu gà và đây có khá nhiều các con có màu sắc khác nhau. Tí nữa mình sẽ quay và chi tiết cho anh em xem. Đấy. Về gà Tây Bắc hiện nay thì cũng khá là thịnh hành và cũng đang được rất nhiều người anh em ưa chuộng. Vẫn còn sẽ có những chú gà nữa đến nhưng mà một chút nữa mọi người nhá, một chút nữa còn chỉ còn trống khoảng 2 bu nữa thôi. 2 bu nữa thôi. Mỗi con thì là có một cái nét với cả cái màu sắc nó khác nhau nên là tí nữa mình sẽ quay chi tiết cho anh em. Con này chả thờ đỗ mẹ gì anh nhỉ? Con này chả bảo mẹ thái độ. Mình thì vừa giao lưu buổi off với cả những em gà Tây Bắc về và cái lúc đấy thì mưa nhưng bây giờ thì đã bắt đầu nắng rồi. Mặc dù cái nền gạch thì vẫn có vẻ hơi ướt một chút, tuy nhiên là bây giờ cũng đã nắng to. Đây mọi người thấy này, trời cũng đã trong xanh rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ update cho anh em về cái cặp chim khiếu mà làm tổ ngoài tự nhiên của nhà mình, xem giờ nó ra sao anh em nhá. Giờ thì không biết là cái lứa thứ hai của nó như thế nào rồi, nhưng mà trước tiên đây chính là cái khu vực sau lều của nhà mình này. Khu vực ngoài bờ ao nhà mình thì cũng đang có một chút thay sửa, cũng thay đổi một chút. Đấy, ví dụ như là nhà mình cũng đang nền nâng cái nền này cao lên để cho sạch sẽ, cũng như là làm thêm một cái chuồng nữa để cho nuôi nhốt gà cho đảm bảo. Đấy, và một cái đường đi chạy dài ra ngoài bờ ao kia cho sạch sẽ. Đấy là cái nhà mình đang sửa, cho nên là cũng có một chút bừa bộn mọi người nhá, một chút bừa bộn một chút. Đấy, thì về cái cặp chim khiếu của nhà mình thì như hôm trước mình đã quay cho mọi người ấy, là đầu tiên nó làm tổ ở cái cây kia, là cái cây mà gần đầu chỗ khu vực chuồng gà nhà mình đấy. Đấy là cây đầu tiên, sau đấy thì nó lại sang làm tổ cái này. Đây cho mọi người xem nhá. Đây, làm tổ đây này. Ở một cái vị trí khá là không an toàn, khá là mất an toàn. Nó nằm ở trên một cái cây mít mọi người ạ. Cái mít này thì rất là bé. Ngoài ra thì các cành của nó, các cây tay cành của nó không hề chắc chắn một chút nào. Đấy thì hiện nay thì cái tổ này nó đã bỏ rồi. Và bây giờ lại chuyển sang một cái tổ khá là gần, cũng trong khuôn viên nhà mình. Đó là cái tổ này mọi người ạ. Tổ này này. Anh em thấy con chim trống nó đang ấp không? Đây này.
Đấy, không biết là nó đã lở hay chưa, nhưng mà nó ấp cũng khá là nhiệt tình, cũng khá là nhiệt tình. Khi mà con mái nó đang ở ngoài ấy, thì thường là em trống em sẽ ấp như này. Này, nó ấp như này để thay phiên nhau mọi người nhá. Một con ở ngoài đi kiếm ăn hoặc là đi nghỉ ngơi ấy, thì con này sẽ phải là vào để ấp, để đảm bảo cái việc là trứng với con nó sẽ là an toàn mọi người nhá. Thì nó làm ở một cái cây rất đơn giản thôi, đó chính là cây nhãn này. Cây nhãn này nó thấp, nó cỡ khoảng cao khoảng 2 mét thôi. Đấy, và nó làm ở cái vị trí này thì nếu mà mọi người đi qua ấy, thì không thể nhìn thấy được là đây là cái chiếc tổ của nó. Đấy, không thể nhìn thấy được luôn, bởi vì nó làm rất là kín đáo cũng như là làm rất cẩn thận cái chỗ khu vực này. Mặc dù là kể cả mọi người đi ở góc nào cũng nữa thì cũng không thể nhìn thấy. À, con trống này, chim trống này của nhà mình thì nó rất là gan. Trước đây khi mà mình bắt tổ chim non của nó ấy, của nó ở bên kia kìa, thì nó không có da đâu mọi người ạ. Kể cả mọi người có lung lay cây, hoặc là mọi người có đứng gần, hoặc là mọi người có cầm điện thoại để mọi người xem, thì nó cũng không ra. Thậm chí nó còn tấn công cả lại mình cơ. Cái con trống này thì nó rất là dữ và nó rất là ghê gớm. Đây này. Đây mọi người nhá. Đây này. Đó, nhưng mình cũng không động chạm nhiều vào để cho nó nghỉ ngơi cũng như là để cho nó an toàn. Nó cảm thấy an toàn thì nó mới có thể làm được trong khu vực nhà mình. Đấy, thì không biết là nó nhỏ như nào rồi. Chút nữa thì nếu mà có cơ hội thì mình sẽ rình xem là nó ra thì mình sẽ xem là trứng nó như nào. Chứ còn bây giờ mà tự nhiên động vào ấy thì rất là nguy hiểm. Mình nghĩ là không đảm bảo cũng là không an toàn một chút nào. Đấy, thì cứ để đấy. Nhưng mà nó làm ở trong khuôn viên nhà mình thì mình có thể kiểm soát được, cũng như là cũng đã đơn giản hơn rất là nhiều rồi. Nếu mà làm bên kia, khu vực bên kia thì mình không có kiểm soát được, cũng như là không biết là nó nở lúc nào. Nhưng mà ở đây thì mình thích, mình có thể theo dõi được ngay. Ok anh em. Ôi con này quá dữ mọi người ạ. Thì mình vừa thử xem cái tí mà nó dữ quá. Ao ơi. Ui ôi, nó tấn công này. Như này thì con nào có thể vào làm gì đó. Ui. Không thể đứng lại gần. Đây con trống mọi người nhá, đây là con trống này. Đấy. Mình vừa xa mình vừa quay lại gần một tí mà nó dữ thật, công nhận con này. Như mình phán đoán từ trước đấy, là lần trước mình bắt tổ của nó, thế là vẫn bản chất nó mình mọi người này. Tôi tay luôn. Wow. Giờ thì nó ra rồi, mình sẽ xem chiếc tổ nó như nào nha mọi người nhá. Hy vọng là không bị nó tấn công. Vẫn tấn công kia ghê quá. Con này mình chỉ sợ là nó wow. Nó đánh vào mắt thôi mọi người ạ. Ui. Công nhận là ở ngoài tự nhiên nó. Con này mình phải giữ đấy. Nó mổ nát tay mình luôn. Ui, ghê chưa. Đây, để đảm bảo được thì mình sẽ phải tóm nó vào mọi người nhá. Mình sẽ phải tóm nó vào. Con này nó quá là chiến luôn. Wow. Đây, mọi người nhìn nó mổ tay mình này. Toét toét luôn. Giờ mình sẽ xem nhá. Ôi, mình vừa soi vào thấy ba trứng mọi người ạ. Ôi giời ơi. Rồi mình sẽ rút ngay. Con này nó dữ quá. Đấy, nó vào ấp này. Nó vào ấp ngay mà mọi người nhìn tay mình này. Đúng là không thể làm gì được hơn. Con này đúng là kể cả chuột lên nó cũng đánh cho chết luôn. Rất là nguy hiểm. Con này nó công nhận là dữ thật. Nhưng mà phải có những con này thì nó mới có thể đảm bảo được. Đấy, hiện tại mình xem là ba trứng mọi người nhá. Mình xem là ba trứng rồi. À, như này có vẻ là ổn đấy. Như này có vẻ là ổn đấy. Đây mọi người này, mọi người thấy em mái lại vào không? Đây con mái nó lại loanh quanh đây rồi này. Em mái là em bạc má mọi người nhá. Em mái là em bạc má. Còn trống là mun. À, trống là OL. Trống là OL. Đấy, hai con nó đang gần gũi với nhau kìa. Đấy. Hai con này nó tình cảm lắm mọi người ạ. Ở ngoài tự nhiên đây, nó cứ thế này thôi.
mà ở trong khu vườn nhà mình thì may mắn là nó cũng không có nhiều cái mối nguy, ví dụ như là mèo hoặc là chuột hoặc là những người đi bẫy nữa. May mắn là không có những mối nguy mà nó chỉ có những cái động vật nhỏ côn trùng này, thì chúng nó ăn thì rất là nhiều mọi người nhá. Gần như nó kiếm ăn ở ngoài tự nhiên ấy thì rất là nhiều. Tại vì đây mọi người thấy cả một khu vườn này thì chắc chắn là rất là nhiều sâu rồi. Cái mùa này mùa sinh trưởng và phát triển của sâu ấy. Mùa hè thì rất là nhiều sâu. Đây nó bay. Có người ở đây thì gần như là chúng nó không biết được là chúng nó đang làm tổ đâu mọi người nhá. Chúng nó sẽ đánh lạc hướng mọi người ạ. Chúng nó sẽ đánh lạc hướng. Nhưng mà khi mà mình mà đi rồi thì ngay lập tức chúng nó sẽ vào. Đấy, ngay lập tức chúng nó sẽ vào. Đấy, hai con này tình cảm. Rất tình cảm luôn. Nhưng mà mình đứng lại gần nhá, là con này nó cẩn thận tấn công mọi người nhá. Tấn công ấy. Nó tấn công ấy. Tốt nhất là mình đi ra. Em mái em đang chuẩn bị lên ấp rồi kìa. Em mái em đang chuẩn bị lên ấy. Thì thôi tốt nhất là mình lé ra để cho chỗ nó lên. Đây con mái kìa. Mọi người thấy không? À, đây nó lên ổ đấy. Đây nó lên ổ. Thì ngay lập tức con trống này nó sẽ ra. Không hiểu sao nó phím nhau hoặc là chúng nó gọi nhau kiểu gì mà rất là ăn ý mọi người ạ. Rất là khớp nhau và rất là ăn ý. Ok, mình sẽ đi ra ngoài để cho chúng nó tự nhiên nhá mọi người nhá. Cho nó tự nhiên. Quả nó dữ quá. Đối với cả những cái chùa lồng chóp như thế này thì tới đây nhà mình đang tính là sẽ cải tạo lại, có chính là thay thế hết cái phần sắt mọi người nhá, với là phần khung và lưới để làm thêm một cái lồng, có nghĩa là mình làm nó cao lên cũng như là để cho nó đẹp nhất. Đây, cái phần sắt của nhà mình bắt đầu han rỉ rồi này. Đấy, bắt đầu han rỉ và cũng bắt đầu là có hiện tượng xuống cấp rồi, thì tới này cũng sẽ là thay thế luôn. Đấy, vẫn là chậu này nhưng mà cái sắt thì sẽ khác để cho nó đảm bảo nhá. Đây cả cái lồng này cũng thế, lồng này nhà mình đang nuôi 2 em sáo cũng sẽ phải thay thế vì làm cũng đã gắt ghét khoảng tầm chục năm rồi, và sắt này chỉ là sắt 6 rất đơn giản thôi. Nhà mình trước uốn tay bằng cái này nên là đến bây giờ thì nó có vẻ là xuống cấp và nó không được đảm bảo thẩm mỹ cũng như là chắc chắn, vậy nên là sẽ phải thay thế. Còn ở cái lồng này thì mình đang nhốt tạm em chòe lửa mọi người ạ. Lồng này mình đang nhốt tạm em chòe lửa. Em này thì là một em mái rất là thuần và ok. Đấy, em trống thì mình đã không ghép sinh sản được, vậy nên là mình đã gửi cho người khác rồi, mình đã gửi cho chuyển cho người khác nuôi rồi. Và bây giờ còn em mái đây thôi. Thì em mái này hiện nay thì mình đang nhốt ở đây thì chỉ là nhốt tạm thời, bởi vì là cái chuồng này so với em mái này thì nó đang bé mọi người ạ, đang bị bé hơn. Có nghĩa em mái này vào đây thì nhìn gần như là không thấy cái điểm nhấn cũng như là không thấy cái điểm nổi bật. Vậy nên là mình đang dự tính là sẽ nuôi chim khác ở đây mọi người ạ. Mình dự tính sẽ đang nuôi chim khác ở đây. Và có thể, có khả năng cao sẽ là chim phượng hoàng đất mọi người nhá. Hai anh em thường gọi là chim rẻ cúi xanh đấy. Đấy, dự tính là mình như vậy. Chút nữa thì cũng sẽ có một bạn mang qua cho mình hai em chim đấy. Thì mình sẽ quay cho anh em xem. Đấy, hai em chim rẻ cúi xanh. Mình nghĩ là chim phượng hoàng đất ấy, thì nó ở đây thì cái diện tích này là đủ. Mình nghĩ là một con sẽ ok. Một con sẽ ok. Ở đâu hai con thì sẽ phải xem xét, nhưng mà chim non thì mình nghĩ là cứ tạm thời là nuôi được mọi người ạ. Đây mình có một cái tay cược này. Đấy. Em này thì nó cực kỳ thuần rồi, mình thả ra thì nó cũng không bay. Đấy, nhưng mà ghép thì chòe lửa ghép nó vẫn có cái gì đấy là hơi khó mọi người ạ. Không biết anh em nuôi thế nào nhưng mà đối với mình thì mình thấy hơi khó. Cho nên là mình tạm thời là em này cứ nuôi một mình đã, sau rồi tính tiếp nhá. Ok.
ở trong chiếc AV này bây giờ của nhà mình đang là hai em chim mới. Một em đó chính là em chim Thanh Tước Mái này. Em Mái này thì mình cũng được một anh em tặng để về ghép với cả em chim trống này cho nó có bạn có bè mọi người nhá. Em Mái này tuy là cái phần lông nó hơi sơ xác nhưng mà con này nó được cái là rất là thuần. Rất là thuần. Khi mà mình mang chuối hoặc là mang hoa quả ra là nó sẽ vào ngay. Nó vào ăn trên tay mình ngay lập tức. Cái con này thì được cái rất là thuần. Nhưng mà mình giơ máy quay lên này thì nó hơi sợ một chút thôi. Đấy, chứ còn bản chất nó rất thuần mọi người nhá. Thì em nó đang trong quá trình thay lông cho nên là nhìn nó hơi sơ xác một chút. Hơi sơ xác một chút nhưng mà thả AV này hy vọng là nó sẽ ổn hơn và cái lông nó sẽ mượt hơn. Bởi vì là ở đây thì mọi người này, nó tắm liên tục mọi người nhá. Ở trong này thì mình có cái âu, cái khay nó tắm liên tục, vậy nên là nó cũng sẽ được cái phần lông mượt hơn. Em Mái thì mọi người nhìn thấy là ở cái phần bụng này này, nó không có màu vàng đậm và màu đen ở cổ đậm như là em chim trống. Đây em chim trống mọi người thấy không? Đấy chim trống đây. Trông nó rất đậm luôn nhá. Nhưng chim Mái thì nó lại nhạt hơn rất là nhiều. Đấy nó nhạt đây thôi. Con này thì thực sự là phần lông nó đang phải cải thiện lại nhiều thì nó vẫn có thể đẹp lên được. Đợt tới này nó sẽ đẹp hơn mọi người nhá. Đợt tới sẽ đẹp hơn. Trong này mình cũng đang cho ăn khá là đủ chất rồi. Vì thi thoảng được con sâu con dế này cũng như là hoa quả nó lúc nào phải có. Bọn này thì được cái là lúc nào phải có hoa quả mọi người nhá. Chắc chắn là lúc nào phải có hoa quả. Vừa nãy thì mình cũng đã dọn dẹp toàn bộ những cái phần lồng của những con chim này. Và ở đây thì một con chim rất đặc biệt. Em này là một em chim hỏa tiễn này. Nhưng mà mọi người thấy sự đặc biệt của nó là nó khác với cả những con chim thông thường, nó có gì không? Con chim hỏa tiễn này nó có phần màu mọi người nhá. Thực ra cái dòng chim này với cả cái dòng chim ban nãy là cái chim thanh tước ấy, là một cùng một họ. Thanh tước bụng vàng kia là cùng một họ. Em này thì được gọi là thanh tước Nam Bộ mọi người nhá. Chim xanh Nam Bộ. Chim xanh Nam Bộ chứ không phải là cái tên hỏa tiễn. Đấy, nhưng mà ở đây thì anh em hay gọi là hỏa tiễn. Con này thì nó có phần màu khá dị này, mình cầm cho mọi người xem. Con này thì mình cũng được tặng một ông anh tặng mình, không có thời gian chăm nên tặng mình. Em này thì thuần rồi, bởi vì đã được nuôi rất lâu mà nhìn lông lá thì nó quá là nét luôn, đúng không? Mọi người thấy cái phần lông lá này thì lại không thể chê đâu được, lông quá nét đấy. Mà con này nó hót cũng khá là buồn cười mọi người nhá. Nó hót giả giọng được khá nhiều các loại chim ấy. Đây. Nó thuần như này mà mọi người. Có nghĩa mình giơ cả điện thoại lên thì nó cũng không có sợ hoặc là không có vấn đề gì cả. Đấy. Em này thì thức ăn chủ yếu của nó vẫn là chuối thôi mọi người nhé. Vẫn là chuối thôi. Nhưng thi thoảng mình cho ăn sâu nữa. Cám thì mình cho ăn cám đơn giản, là cám trứng bao vì và cám gà con. Đấy. Nhưng mà phải công nhận là con này lông đẹp thật. Lại còn dị thêm là cái phần màu nữa. Đấy, đấy nó nhìn thấy cái phần ống kính của mình ấy, thì nó nhìn thấy nó ở trong đấy. Nó sung hơn, nó căng hơn. Nó căng, nó sung hơn. Còn đây thì là em chim chọc màu xanh của nhà mình này. Em này cũng rất là ngoan luôn. Đây, mọi người thấy đứng không? Con này thuần đét luôn. Đây. Mà giọng nó không khác gì chim chọc màu mũ mọi người nhá. Không khác gì chim chọc màu mũ. Con này cũng rất đẹp. Phải thực sự là rất thích thì mình mới để ở trong lồng này mọi người ạ. Hiện nay nhà mình cũng đang có cỡ khoảng từ 4 đến 5 cái lồng treo rồi. Nhìn chung là dọn dẹp lồng treo thì vất vả. Nhưng mà
Có thì vẫn vui mọi người ạ, bởi vì là lồng treo này thì chúng nó hot nhiều hơn, hot tốt hơn. Đấy, còn em này thì là em mình nói chung là mình tương đối là thích. Chuyên là cũng được cho ra lồng treo này. Ok. Ngoài cái việc tâm điểm năm nay là cái cặp chim khiếu nhà mình thả tự nhiên sinh sản ra thì còn những chú chim sẻ Java mọi người ạ. Đây, những chú chim sẻ Java trắng. Nó cũng đang sinh sản rất là nhiều. Và hiện nay thì đang có 3 con nó đang ở phần đang xuống tổ rồi. Đang xuống ổ. 3 con xuống ổ mọi người nhá. Thì sẻ Java thì nó là thường làm tổ trên này cơ. Nó làm tổ ở trên vị trí tổ này chứ không có làm ở bên dưới. Đấy, những con sẻ Java nó làm trên đấy. Và đây là những chú chim non này. Đấy, những chú chim non đây. 3 con nó cũng vừa xuống ổ xong. Nhưng mà những con này nó nhìn khá là cứng mọi người ạ. Nhìn khá là chắc chắn và cứng rồi. Đấy, ba cái chú chim sẻ Java này thì đều là con lai hết mọi người nhá. Nó là lai giữa con bạc má chứ không phải là chim sẻ Java trắng thuần chủng đâu. Con bạc má này này, cho mọi người xem con bạc má nhá. Đây này. Đấy, con bạc má con trên này. Chứ không phải là cái con trắng thuần chủng. Vậy nên là trên lưng nó nhiều con là có mấy con ấy là mọi người thấy là nó cũng có hơi phớt phớt đấy chứ không phải là trắng trắng muốt đâu. Đây này, mọi người thấy là nó vẫn có cái điểm trắng gọi là phớt phớt màu nâu, màu xám, màu ghi đấy. Đấy là những cái điểm mà nó là con lai chứ không phải là màu trắng thuần chủng. Đây, cái lồng này chuẩn bị sẵn nó rồi. Đâu vẫn nuôi à, chim non á? Chim non anh đưa cho bạn nuôi rồi. Cũng bận không nuôi được chim non. Liệu nó phóng ra không? Chim khỏe mạnh không bận gì. Ủa, chuồng to ngon này, đẹp này. Ừ. Lồng lai thì nó lồng như một câu ấy. Đuôi nó ấy đúng không? Vâng, đuôi đấy thì dân rất là mới đi kìa. Hai này bự phết nhỉ? Vâng. Thế có ở kia có cái rửa tay đấy. Ra kia rửa tay hoặc là ra bể cá rửa tay. Ờ. Đây là hai em thu hoạch đất mọi người ạ, rẻ cùi. Nó bị nóng quá, mới ở trong hộp ra nóng quá. Chim nuôi non lên thì cũng tương đối thuần. Cậu em không có việc, cậu em thì có việc bận nên là nhượng lại cho mình em này. Khá là ngoan mọi người ạ. Đây. Khá là ngoan đấy. Rồi, nó bay được lên đây nhá. Nó bay được lên đây nữa. Hai này có rõ trống mái không em? Trống là con như nào? Cườm đen là con trên này à? Vâng, đây đúng rồi đấy. Con trên này con trống, con này con mái đúng không? Vâng. Con này màu nó nhạt hơn. Đúng không? Con này màu nó nhạt hơn. Con nhung. Ừ, nhung rào. Bọn này nó ăn quả không nhỉ? À. Nước đây đẹp quá. Ừ, nước đây thì khoảng 15 hôm thì là cái lông của nó sạch. Bọn này thì khoảng tầm 3-4 ngày nó mà tắm được ấy. Thì là sạch ngay. Đấy, có cái cửa. Nhưng mà em không có lồng tắm ở đấy thì em cho tắm bằng cái ông nhỏ nhỏ thôi nên là nó không tắm được hết người nó. Bọn này cũng đang bắt đầu thay lông rồi đấy. Dạ. Bắt đầu thay lông rồi.
Đây ở nhà anh nếu mà bây giờ cho ăn cám cám này thì liệu có ổn không? Em vẫn đang cho ăn cám cám gà con à? Không. Cám trứng bao vì cám trứng bao vì gì? Ok. Thế thì được. Anh cũng đang cho ăn cám gà con cám trứng bao vì. Thả này vào đây thì nó đẹp đúng không? Tương lai là cái đuôi nó ra kể cả mắc luôn này cũng không ảnh hưởng nhiều. Nó khoảng 30. 30 không? Ở đây đầu tiên anh tính nuôi một con thì nếu mà nuôi một đôi nhìn to. Chùng này nuôi một đôi thì nhìn nó cũng đã hơn nhỉ. Hơi chặt đúng không? Nuôi hai con thì chặt. Được rồi, tới đây thì nếu mà ổn ổn thì xem thế nào. Trước tiên cứ nuôi đã. Thế này là quá rộng rồi. Ừ. Nó đang bay lên kia, một con nó đang bay lên kia.